Em xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn để tiếp nối hành trình ở khu vực quận 10 này. Hôm nay em dẫn bà con mình đi một vòng cái đường Thành Thái này ha. Cái khúc chúng ta đang đứng đây là Thành Thái nối dài. Thành Thái nối dài là cái khúc này ngày xưa đi là cái con hẻm trục đường nhỏ thôi. Rồi sau đó mới quy hoạch thông từ cái đường cũ qua cái đường Tô Hiến Thành, thông qua đứng bên đây luôn. Khu này ngày xưa rất là nhiều đất trống, rồi hình như ngày xưa là khu đất của quân đội nhiều lắm. Và bên tay phải chúng ta thấy có những cái cửa hàng bán kiểng rất là nhiều. Thì hôm nay em dẫn các anh chị và các bạn chúng ta cùng đi trên con đường này, trọn vẹn con đường này để mình nhìn ngắm thử xem ở khu vực đường Thành Thái quận 10, cư xá Đồng Tiến, cư xá Nguyễn Trung Trực, nhà thờ Đồng Tiến này có cái gì mới không ha. Thông qua đó gửi lời chúc đến các anh chị và các bạn, chúc anh chị và bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống. Bên tay phải chúng ta có những cái cửa hàng bán cây kiểng rất là nhiều luôn, hoa, rồi hồ thủy sinh, rồi cá kiểng, tượng sư tử rất là nhiều. Bên tay trái thì lại có rất là nhiều quán nhậu. Ngày xưa bên tay trái bán rất là nhiều đá, đá hoa cương, đá làm hòn non bộ rồi đó, rất là nhiều. Bây giờ Sài Gòn chắc là cũng gần hơn 6 giờ rưỡi rồi. Do hôm nay có việc nên đi ở khu này, rồi sẵn chia sẻ các anh chị bạn những hình ảnh đây luôn, nó như quay phim trở thành cái thói quen. Đi đâu cũng có đồ chơi đem theo hết đó. Cứ thích thì gắn lên rồi quay, thời gian dư dả xíu lại đi bộ. Nhưng mà mấy nay thì thời gian hơi ít nên thành ra ít có video đi bộ vòng vòng, nên cô chú anh chị mình thông cảm ha. Khu bên tay phải mình nó những cái nhà nó đóng cửa hết rồi. Ngày xưa là những cái kiosk á, kiosk bán kiểng rồi luôn á, nhưng mà bây giờ cái khu phía sau đó đang quy hoạch xây building lên nè, bán họ chuẩn bị bán những cái dự án căn hộ. Phía trước chúng ta đó là cái ngã tư giao lộ Tô Hiến Thành và Thành Thái. Bên tay phải mình có cái quán hủ tiếu gõ. Chúng ta dừng đèn đỏ tí xíu nha. Bây giờ tan sở nên rất là đông. Thấy hình ảnh này ngày xưa chắc có lẽ không có, ngày xưa thì không có đông như bây giờ, đường xá thì cũng không có rộng như bây giờ, nhưng mà nhà cửa thì sẽ rộng hơn bây giờ. Bây giờ nhà cửa nhỏ không à, chật hẹp lắm. Ta đi tới tí nữa thì có nhà của bạn của chị Cúc nè, quán bún bò ở gần ngay đây luôn. Bữa hôm có tới một lần rồi. Mình đi từ từ đó ha, cũng không gì vội vàng, tại bây giờ cũng tối rồi. Hết giờ làm việc. Sau
thời gian làm việc thì em lại có dịp lang thang dạo vòng Sài Gòn cùng các anh chị và các bạn. Rất là nhiều khi nó là cái niềm vui tinh thần, món ăn tinh thần. Đừng nói nhảm. Trong quá trình nói nhảm như vậy, nếu các anh chị bạn thấy thông tin nào mà nó ngộ ngộ thì cho em xin cái comment nha. Chúng ta ở đây khu vực này có cái bệnh viện, nếu mà mình quẹo trái là sẽ đi ra cái đường Sư Vạn Hạnh, bệnh viện như là 115. Nó phía trước mình đó là cái nhà thờ Đồng Tiến bên tay trái. Không hiểu gì sao khu này ngày xưa gọi là khu Đồng Tiến. Thì em cũng tìm tài liệu trên mạng, nhưng mà những cái thông tin đó hồi như bây giờ cũng ít lắm. Cũng có một số cô chú anh chị gửi thông tin cái đường link qua để em xem, nhưng mà những cái đường link đó bên đây mở không có được, do hình như là bức tường lửa chặn nguồn xem nên nhiều khi bị giới hạn. Đó, phía trước nhà thờ của chúng ta đây vẫn như ngày nào, có một cái hàng cây rất là lớn ở khuôn viên này. Buổi trưa thì có bán rất là nhiều cái cây hoa lan ở cổng vô nhà thờ Đồng Tiến nè. Nếu các anh chị các bạn có ai có kỷ niệm về khu này cho em xin cái comment nha, để chúng ta cùng chia sẻ nhau nhiều hơn. Bên đây đường thì có cái đường cư xá Đồng Tiến, nhưng mà lúc nãy chúng ta đi không thấy cái cư xá nào hết, chỉ có cái tên. Và đối diện đây có cái trường Nguyễn Khuyến, trường cấp 3, cổng trường. Vẫn như ngày nào, những cái trường học, nhà thờ, còn những căn nhà thì có lẽ đã thay đổi hết rồi. Mỗi cái video em up lên đều có những cái comment của cô chú anh chị và các bạn, thì em cũng rất là trân quý những cái comment đó ha, những cái like, những cái chia sẻ, những cái kỷ niệm em đều ghi lại hết. Và có cái dịp nào đó thì em lại cùng với các anh chị và các bạn chúng ta đi lại khu đất đó, khu nhà đó, con hẻm đó, để mình có thể nhìn lại. Trong quá trình thực hiện video thì nhiều khi cái chất giọng của người làm kỹ thuật nó không hay rồi, nhiều khi cái sự diễn đạt nó cũng không hay, mong các anh chị bạn thông cảm nha. Chúng ta đi ở đây là cái đường này. Lý Thái Tổ ngày xưa cuối Bổng Hòa đó, cuối Bổng Hòa đó. Nơi đây có quán phở, rồi bệnh viện Nhi Đồng. Cái đường Thành Thái thì chúng ta đã đi từ đầu đường tới cuối đường rồi. Một cái con đường rất là nhiều quán nhậu, rồi bán cây kiển, rồi quán ăn. Tô Hiến Thành thì có con hẻm để thông ra cái Cám Chí Hòa luôn á, nhưng mà đã lâu lắm rồi em không có đi cái con hẻm đó, không biết bây giờ có còn hay không. Cái con đường này hôm bữa chúng ta có thực hiện video đi vui buông qua rồi đó, thì hôm nay chúng ta nhìn lại buổi tối, hôm bữa đi buổi chiều
ánh sáng còn rõ. Bây giờ cũng chạng vạng tối, chúng ta sẽ đến cái vùng bên ngã bảy, mình sẽ kết thúc cái video này, nói lời chia tay đến các anh chị và các bạn. Rồi quá lẻ. Ngay giao lộ Sư Vạn Hạnh này, chúng ta có những cái cửa hàng bán đổi nóc, tay cầm, tay khóa cửa rồi đó, những cái móc khóa rồi rất là nhiều. Còn khu vực này bán nước sơn, với lại tấm thảm simili. Và một số hình ảnh ở đường Thành Thái gửi các anh chị và các bạn. Hy vọng là những hình ảnh này không bị rung lắc, để các anh chị xem rõ hơn một số hình ảnh ở con đường Lê Tổ. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng Vinh Lâm TV ha. Để tiện việc theo dõi thì các anh chị các bạn hãy nhấn cái nút đỏ subscribe, đăng ký và hình cái chuông, để khi mà em có video mới thì nó sẽ báo lên điện thoại các anh chị và các bạn. Đặc biệt những anh chị bạn có những comment, những yêu cầu về những cái căn nhà xưa, những con hẻm xưa, thì nó sẽ báo lên các anh chị bạn khỏi phải tìm kiếm và mất thời gian. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.